là sự tự ti trong cuộc sống ờ, có phải là vì tâm ngã mạn không và sư chỉ dạy giúp con làm thế nào để vượt qua sự mặc cảm trong cuộc sống ờ, chúng ta mặc cảm và tự ti đấy nói chung ra thì nó đều thuộc về cái ngã mạn ngã mạng là gì ngã mạng là cái sự so sánh giữa mình với người có những sự so sánh đó là gì mình uh, hơn mà mình nghĩ là mình thua rồi mình hơn người ta mà mình nghĩ là mình bằng người ta rồi mình hơn người ta mà mình nghĩ là mình uh, hơn người ta Đấy. tức là hơn mình nghĩ là thua hơn nghĩ là bằng và hơn nghĩ là uh, hơn nghĩ là hơn rồi mình bằng người ta đó, mà mình nghĩ là mình hơn người ta. Mình bằng người ta, mình nghĩ là mình bằng người ta, mình bằng người ta, mình nghĩ là mình thua người ta. Rồi mình thua người ta, mình nghĩ là mình thua người ta, mình thua người ta, mình nghĩ là mình bằng người ta. Và mình thua người ta, mình nghĩ là mình hơn người ta. tụ chung lại đó là tất cả những sự so sánh giữa mình với người thì đó là cái sự ngã mạn. Thì như vậy đó muốn mà không có uh, ngã mạng thì tốt nhất là mình đừng có so sánh nữa. Hmm? với người tự ti đó thì đó là sự ngã mạng là mình cứ nghĩ là mình thua dù cho có khi là mình hơn người ta mình vẫn nghĩ là mình thua người ta mình bằng người ta mình vẫn nghĩ là mình thua người ta và mình thua người ta thì mình nghĩ là mình thua người ta quý vị nên hiểu như thế này Mỗi người trong số chúng ta đó đều có một cái riêng hết. Không có ai giống ai. Có những người đó à, mình thấy là họ hơn về nhiều mặt. Ví dụ như hơn về nhan sắc, hơn về tài sản, hơn về trí tuệ, hơn về địa vị, hơn về việc làm, trong đạo cũng vậy, có những người họ giỏi hơn mình, họ tu giỏi hơn mình. Nhưng mà đó, đó chỉ là cái mà họ thể hiện ra bên ngoài thôi chúng ta đâu có biết được là để có được những chuyện đó họ đã phải nỗ lực như thế nào quý vị mở tv quý vị thấy những cái cô ca sĩ những cô người mẫu um, có nhiều sắc đẹp rồi có những giọng ca hay mà quý vị đâu biết là để có được những thứ đó họ đã phải nỗ lực như thế nào rồi để leo lên được những vị trí đó để mà đứng trước ánh đèn có hàng triệu người theo dõi họ đã phải nỗ lực như thế nào những cái giá mà họ đã phải bỏ ra có khi ấy, là mình không dám bỏ nhưng mà họ vì những cái đó mà họ có thể họ đánh đổi cho nên chúng ta không biết được để có được những cái đó họ đã phải trả những cái giá như thế nào thành ra việc đầu tiên là ngoài cái sự tự ti đó mình còn phải tránh đi cái sự ganh tị ha bởi vì ganh tỵ đó là mình thấy người ta hơn mình. và như sư nói mình không biết được là để có được những cái đó đó. Họ đã phải trả những giá như thế nào. Ra, à, tập tùy hỷ nha. Bởi vì đó để có được những cái đó. Để họ giàu hơn mình. Họ đã phải bố thí. Nè. Đời trước họ đã phải làm những việc lành như là bố thí. Để mà họ có được sắc đẹp đó. Đời trước họ đã phải làm những cái việc ví dụ như là sống bằng tâm từ, ít sân rồi để có được sức khỏe thì họ đã làm những việc như là họ ít làm hại chúng sanh khác. Rồi để có được địa vị trong xã hội, họ phải có được à, cái phước đó là cái sự cung kính. Có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta đó đang tự ti vì chúng ta không có tài sản thì có nghĩa là mình đang thiếu phước đúng không? Ráng bố thí, tập bố thí không có ai là không thể bố thí bất kỳ cái gì. Cho được cái gì thì cho. Ráng tập bố thí thì mình sẽ có phước tài sản. Đời này hoặc đời sau mình sẽ không còn phải ngại, không còn phải lo lắng, không còn phải tự ti về mặt tài sản nữa. Rồi mình tự ti về sắc đẹp thì muốn cải thiện nó tập thực hành tâm từ. Bớt nóng giận bằng mọi cách tập làm sao để mình không có nóng giận nữa thực hành tâm từ thì như vậy đó đời này và đời sau mình sẽ đẹp rồi muốn có uh, sức khỏe thì phải tập đó là không có làm cho không có làm hại đến bất kỳ chúng sanh nào dù cho con kiến con gián cho đến con người Hả? rồi uh, muốn có được địa vị trong xã hội mình ở cái địa vị thấp kém mình muốn là mình cải thiện nó mình muốn mình có được cái vị trí nào đó trong xã hội thì phải tập cái phước đó là cung kính không có ganh tị ai mà còn phải cung kính cung kính với bất cứ ai thì như vậy đó chúng ta sẽ cải thiện được bằng cách là chúng ta vun bồi công đức đó là cái thứ nhất cái thứ hai trong tăng chi bộ kinh đức phật nói đó có những cái phước lành giúp cho chúng ta khi mà đi vào giữa những cái đám đông ấy, chúng ta không có tự ti cái này áp dụng cho cả đời lãnh đạo đó là gì thứ nhất là đối với người có bố thí có nhiều cái phước nhưng mà một trong những cái phước đó đó là gì khi mà họ đi vào đám đông họ không có ngại ngùng họ không có tự ti họ không có sợ hãi à, cho nên là nếu như mà quý vị đi vào một cái hội chúng một cái đám đông hoặc là à, quý vị có những cái tự ti nào đó có một cái mặc cảm nào đó thì hãy tự hỏi mình mình có phải là người ưa thích bố thí hay không nếu mình là người ưa thích bố thí thì Đức Phật dạy rằng người ưa thích bố thí họ sẽ không phải tự ti mặc cảm với bất cứ ai. Dù là một mình hay là ở giữa đám đông. Cái thứ hai, người có giữ giới có nhiều lợi ích. Một trong số những lợi ích đó là khi ở giữa hội chúng và ở giữa đám đông họ sẽ không tự ti, không mặc cảm. Thành ra, à, có những lần ấy, có lần khi mà sư đứng trước đám đông có lần khi mà sư đứng trước một cái hộ chúng là gồm những cái vị tu sĩ à, mà sư à, nói tự ti cũng không đúng nhưng mà à, có một chút xíu hồi hộp đó thì tự hỏi lại cái giới của mình như thế nào tự trả lời cái giới của mình như thế nào và khi mà nhớ đến lời dạy của đức phật tức là gì người có giới thì không có tự ti mặc cảm trước đám đông thì khi mà nghĩ lại mình là người có giới đó thì tự nhiên là mình có được sự tự tin tức là mình có giới thì mình không việc gì mình phải tự ti mặc cảm cái thứ ba là người có định thì người có định ấy, họ cũng được nhiều công đức nhưng mà một trong số đó đó là họ không tự ti mặc cảm trước đám đông thành ra quý vị làm ba việc thứ nhất mỗi người là duy nhất mỗi người có một đặc điểm riêng mình không biết là người ta để có được những thứ đó họ đã phải bỏ ra đã phải nỗ lực đã phải trả giá như thế nào cái thứ hai là uh, hiểu rằng mình muốn có được những cái để mà vượt qua khỏi sự tự ti đó thì mình phải vun bồi công đức đời cũng vậy mà đạo cũng vậy trong đạo muốn có được trí tuệ thì mình phải chăm chăm lo mình vun bồi trí tuệ bằng cách siêng học kinh siêng nghe pháp siêng hành thiền đấy ừ. rồi cái vấn đề thứ ba đó là gì cũng y như vấn đề thứ hai thôi nhớ lại lời dạy của phật khi mà mỗi lần mình tự ti đó đức phật dạy rằng người có bố thí nè thì không có tự ti trước đám đông người có giới hạnh không tự ti trước đám đông người có thiền định không tự ti trước đám đông thì khi mình có ba thứ đó thì dù mình là ở đời hay ở đạo thì mình cũng có thể uh, sống một cách tự tin mà mình không có tự ti ha?